Em Cha xin chào toàn thể anh chị. Đấy, và trong ngày hôm nay thì em mới hoàn thiện xong một siêu tác phẩm trên chất liệu, đó là gỗ hương ta Hương Gia Lai. Và đây anh chị cùng nhìn ngắm ạ, là rất là nóng lòng cũng mong muốn làm sao là làm một cái video đưa lên để giới thiệu cùng với toàn thể anh chị và các bác. Tác phẩm thì có tổng chiều cao lên tới là 2m35, chiều ngang là 1m25 và chiều sâu tác phẩm là 75. Với tác phẩm này thì em có thiết kế tặng kèm một chiếc kỷ đi cùng, và đồng thời là cũng thiết kế 4 bánh xe chịu lực. Khi mà anh chị sở hữu tác phẩm này thì rất là dễ dàng di chuyển để anh chị vệ sinh dưới phần gầm kỷ các anh chị nhá. Nếu như mà không tính kỷ thì tác phẩm có chiều cao là 2m10. Đấy, và em giao lưu tác phẩm với giá chỉ là 39 triệu đồng và em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc ạ. Chưa lên tới đầu 4 các anh nhá. Đấy, chưa lên tới đầu 4. Và anh chị có thể được nhìn ngắm tổng quan tứ diện tác phẩm đây, và em có thể ngồi cạnh tác phẩm một chút cho anh chị có thể hình dung giúp em là rất to. Đấy. Và tác phẩm có tên gọi là Ngài Phật Di Lặc đứng vác cành đào dưới một tán cây tùng cổ thụ. Và tác phẩm này thì bên em cũng có đục và thiết kế, đó là cây tùng mẫu tử, một cây nhánh cây tùng nữa ở rìa bên ngoài, rất là đẹp. Và cũng sẽ là tiến sát máy quay lại gần để anh chị cùng được nhìn ngắm giúp em, đó là chất gỗ và cũng như là từng cái đường nét đục của tác phẩm. Thì với tác phẩm này em làm Ngài Phật Di Lặc tương đối to anh chị nhá, tương đối to. Đấy, đầu tiên nói đến diện của ngài đi ạ, từ cặp lông mày này, từ ánh mắt và cũng như là nụ cười của ngài, cặp tai thì bên em luôn luôn làm tương đối là cân đối với nhau, mang lại tiếng cười và may mắn, chuỗi vòng tràng hạt chặt tỉa đều nhau này. Và chị cùng nhìn ngắm giúp em, đó là phần vân gỗ ạ. Vân gỗ thì không thể nào chê được một chút nào rồi, vân cho tác phẩm này rất là đẹp và màu sắc thì tương đối là đều màu. Đấy, ngài thì có vác một cành đào tiên nhá, anh chị hình dung giúp em là một cành đào rất là vĩ đại. Đấy, có cả phần thân cây này. Đấy, tán trên đây rất là bonsai, có cả hoa này, có cả lá và có cả quả đầy đủ luôn. Trên đây có cả những dải mây. Đấy, và tác phẩm này thì bên em thiết kế đục ngũ phúc, 5 em nhỏ tiểu đồng đại diện cho phúc lộc thọ khang ninh, mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10, đang lô đùa và quây quần bên ngài Phật Di Lặc đấy ạ. Mong con đàn cháu đống và ấm lo hạnh phúc. Đấy, và ngài Phật Di Lặc thì đang vừa giáng thế đứng trên những cái đồng tiền vàng, một cái chum tiền vàng bên cạnh đấy ạ. Là những em nhỏ tiểu đồng thì còn đang kéo một cái xe bò, có nghĩa là tiền vàng anh chị nhá, xe tiền vàng đây rất là đẹp. Đấy, phía dưới đây có một chú nghê tương đối là to. Đấy, xung quanh tác phẩm thì tuyệt vời. Thì ngay từ ban đầu cũng đã chia sẻ là tác phẩm này em làm một cái điểm nhấn rất là đẹp, đó là tán cây tùng anh chị ạ. Tán cây tùng thì bên em đục theo dáng thác nước đổ và kênh bong bóc tách cản ra từng tán một anh chị này. Nhìn ngắm giúp em ạ, nhìn cái tán tùng rất là bonsai và dày tán. Đấy, như là một cái thác nước đổ dội từ trên dội xuống. Và anh chị hình dung giúp em là em làm tán như này thì có chìa ra ngoài một chút nhá, chìa ra ngoài một chút để che chở che chắn cho ngài Phật Di Lặc, rất là đẹp. Đấy, anh chị có thể ngắm giúp em này, di chuyển máy quay cho anh chị có thể thấy được là làm rất là kênh bong. Em có thể di chuyển tay vào đây hết nhá. Tác phẩm này mà anh chị nhìn bên ngoài đời thực thì sẽ có chiều sâu hơn rất là nhiều, bởi vì khi mà anh chị nhìn qua máy quay camera của anh em thì nó cũng chỉ được phần nào thôi. Còn nếu như mà anh chị gần cơ sở của anh em thì em kính mời anh chị ghé thăm tại cơ sở của em để cùng được nhìn ngắm chi tiết và kỹ hơn về tác phẩm này. Và đây anh chị cùng nhìn ngắm giúp em là cái phần này là phần gỗ là bên em để thế tự nhiên nhá. Đã, thân cây tùng là cái phần gỗ bên em để tự nhiên, và em cũng hoàn thiện nên tác phẩm như này. Đấy, để nguyên cho giống thật như kiểu là của cái gốc cây tùng thật anh chị ạ. Đây, và em cũng sẽ là cố gắng làm sao quay ra phía sau, bởi vì tác phẩm này em có thiết kế bánh xe tương đối lặng nhưng mà em cũng có thể quay được, bởi vì bánh xe bên em làm bánh xe chịu lực mà. Đây ạ, phía đây là mặt sau. Đấy, mặt sau thì anh chị cùng nhìn ngắm giúp em, đó là cái phần thân cây tùng này, rất đẹp các bác nhá, rất đẹp luôn, to sắc nét tỉ mỉ đến từng những chi tiết nhỏ. Và em cũng xin chia sẻ lại chiều cao kích thước của tác phẩm này một lần nữa để anh chị và các bác cùng cân đối giúp em. Đấy, em đứng đằng sau thì rất to, không nào nhìn thấy em trai được rồi. Tác phẩm thì có tổng chiều cao lên tới là 2m35, chiều ngang là 1m25 và chiều sâu tác phẩm là 75. Em giao lưu tác phẩm với giá chỉ là 39 triệu đồng và em cũng đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc anh chị ạ. Đấy, vừa quay có một vòng thôi mà mệt không nói nữa, lên lời các bác ạ. Và anh chị nào mà đang quan tâm tới tác phẩm này thì có thể là nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp với số hotline của em 0789 336 318 và 0971 336 318 để được hữu duyên tác phẩm anh chị nhé. Em xin chào ạ.